Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay hai anh em mình tiếp tục đi bắt cua cả nhà ơi. Chào cả nhà, hôm nay may mắn cả nhà ơi. Mới bước lên chưa giới thiệu là anh gặp hang cua cả nhà. Cái hang mà. Rồi trong quá trình bắt cua mình sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Đây, giờ hai anh em mình gặp hang cua rồi. Rồi giống cua nó bò rồi cả nhà. Mới lên là bợ em liền. Em này thấy có lý nè. Hang cũng rộng luôn. Nó tuột. Đó, nó tuột bóng luôn cả nhà. Cái hang có dẹp không đi à. Có cái hang có tuột dữ không? Hang ngoài thấy tuột nhiều lắm, bấm nhiều. Ở trong không thấy nữa, trong có dấu bò ở trong á. Dạ, cái nhắc cái nhà ơi. Đây là ok rồi. Này có lý à. Miếng đục cáo ném đi. Ngon lành cành đào. Đưa móc cục ra này. Ok. Đúng. Được. Đúng rồi cả nhà ơi. Ngon quá trời. Mới lên mới hả? Dạ ok. Con này khó lắc nha. Trong trên trên thấy được con cua là một chuyện, bắt lên được con cua là chuyện khác. Mới đầu thêm, mới đầu bắt nó lên. Còn con làm dễ, nhưng con làm khó. Nín lên. Cua này ngộ, rộng quá, lách cũng không ngon. Mà nó hẹp quá thì lách cũng không được. Vì dừa dọc thì lãng tới lần luôn. Cô lách môi ra vậy lách được. Móc này bị xây. Xây nó móc kia. Dài. Cái dài vũ nó lên đi. Vũ nó lên được tới đây đó. Nên chưa chịu lên. Vũ thì chiều ha. Đó. Dít quá dít. Đúng cái quê à. Mình càng à. Ê trời ơi. Cái gì vậy? Cua con cánh gì vậy ta? Ủa hàng chi mà. Cua con cánh cái này này. Xuống dưới giữa cái này. Cưng hết biết luôn. Cua một cánh. Dây qua đây luôn. Rồi. Trần Nhu. Nhu không? Nhu.
Đường về. Có lạ không? Có lạ lắm. Ăn cũ. Ăn ngon quá. Xong nha cả nhà, xong con cua rồi, đòi hai anh em đi dài vô trong đó, dài vô ngọn nhỏ nè cả nhà, đi chuẩn bắt cái đầu này. Rồi cả nhà ơi, hai anh em bắt được con cua đêm tăng tới giờ luôn. Chưa có con nào nữa cả nhà, giờ hai anh em còn nghỉ mệt chút xíu. Mở hàng thấy tự lực có ly lần nào cũng vậy ha. Mới lên là mở hàng được con cua to đùng, nát hai anh em vô trong đó cả nhà. Còn gì dài bọc ở đó. Mài nữa coi sao. Hôm qua mài hết bữa rồi, qua mới lên. Mở hàng được con cua là mài rồi đó. Mài nguyên buổi chiều luôn. Được thêm hai con nữa. Nay không biết như thế nào nha. Hồi lúc trước thì hai anh em đi á. Nhưng khi đi một tăng lóc không có. Nhưng mà khi ra an ủi được vài con. Nay mùa này muốn nhờ mùa này một hiếm cua bự. Một con xếp sổ tới. Một con xếp sổ á. Quần cũng khó. Đây cả nhà ơi, mình gặp dấu cua nó bò nè cả nhà. Ui, đây nè. Quá trời luôn. Đây, nó bò. Lạ quá. Nhìn thử xem sao. Ủa nó bò kìa. Quá trời bò luôn. Cái gì vậy vô. Ôi trời ơi. Ủa đây nè. Con cá lòi gì cái nhà ơi. Vô hàng cá lòi không biết. À hàng cua, hàng cua. Hàng cua đây, ảnh nằm đây, đây. Nè cả nhà. Bò nè. Đó. Đã chưa. Cái hàng. Rồi để mình kêu Tư qua bắt. Chứ hàng này mình thọt bậy hoặc bả nó chạy mất tiêu luôn. Woo. Đây nè. Rồi, ảnh tới rồi cả nhà. Ngồi đợi đến giờ. Cá mà giết lại. Cá mà giết cua phải không? Cái màu quá trời. Ừ. Bo nữa. Hết kìa. Xíu thì đưa bọt luôn. Mày phải móc kìa không? Chưa. Dám thọt đâu. Còn thọt mậy mạ xuống dưới. Công. Có ngồi bật phía tại chồng. Phía lên. Sầu dữ rồi. Cái móc này một lúc rồi đó. Không dữ. Chua. Đào nó thôi. Đào cả nhà ơi, đào cái hang rồi. Hang này sâu lắm cả nhà. Qua bên đó trắng hết rồi. Hang này. Cây. Dễ. Nó chèn, nó nhẹ. Hang này đang đứng xuống bỏ không? Sao làm nổi nhắc nó chặt dễ ra không thể nổi này. Còn chưa anh em
Thật đó hả? Đó, nhìn rất là nhiều. Ừ. Thật đó. Đợi. Đợi, nhìn nước rồi đó. Một lúc cái nằm dưới. Rồi, dứt mắt lên đi. Rồi, xong cái quá trình cắn ngắt ở trong nhà. Một cục rồi. Rồi. Rồi tới quá trình thuật. Móc vô. Đụng cái đi, đánh bò đi. Dù rồi. Ủa mặt phía chạy ra chưa? Gì? Mặt phía. Thằng nằm đúng. Nó chạy ra đúng rồi. Chưa đụng gì đúng không? Một cây gì nha. Thì cái phía này phía đó hả? Góc hăng cùi dưới. Đúng góc hăng cùi dưới xám 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 phía chập má. Chạy xuống rồi. Rồi đây cả nhà ơi, hai anh em quằn tím con cua đó không có cả nhà. Dạ, tới vỏ. Dạ, tới vỏ đậu rồi đó đó cả nhà. Đây thành quả hai anh em mình đi xuống á, đi bắt cua một ngày. Cái hang bò vậy nó cũng xuống hàng cá lồi kế bên kìa, sâu quá. Đây, sáng giờ chưa bỏ bao luôn. Nè, đây con cua nè cả nhà. Mở hàng. Ngày nào cũng vậy, mở hàng. Vậy đi. Vậy bắt cua anh em mình bắt cua nữa. Tháng này bắt cua tối luôn. Hai anh em vừa cày á, vừa cày một ngày trời cũng được con cua. Rồi thôi giờ hai anh em đi về cả nhà ơi, ra vỏ về. Rồi clip của anh em cũng xin tạm dừng ở đây nha, hẹn cả nhà những clip mới nhất của anh em mình. Rồi chào cả nhà nha. Thất thu cho mấy kiều ăn luôn.